Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp tiền bằng Internet Banking thông qua ngân lượng. Bước thứ nhất, chúng ta đăng nhập vào trang chủ. Bước thứ hai, chọn mục tài chính. Bước thứ ba, chọn mục tiền ký quỹ. Bước thứ tư, chúng ta chọn ngân lượng. Bước thứ năm, tại mục phương thức thanh toán, chúng ta chọn thanh toán bằng Internet Banking. Chọn ngân hàng bạn đang sử dụng. Điền số tiền bạn muốn nạp vào LifeForex. Sau đó bấm tiếp tục. Xác nhận. Bước thứ 7. Ở một địa chỉ chúng ta nhập Việt Nam. Điền mã bảo mật vào ô này. Click vào thanh toán. Bước thứ 7. Truy cập tài khoản Internet Banking của bạn vào đây. Click vào ô chấp nhận các quy định thanh toán. Lưu ý, chọn mục nhận mã giao dịch qua SMS. Sau đó mình bấm xác nhận. Tiếp đến, nhập mã giao dịch đã được gửi về thông qua SMS vào điện thoại của các bạn vào ô này. Click thanh toán. Như vậy là chúng ta đã nạp tiền vào tài khoản thành công. Chúc các bạn thành công. Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền vào LifeForex thông qua YotaPay. Bước thứ nhất, chúng ta đăng nhập vào trang chủ. Bước thứ hai, chọn mục tài chính. Bước thứ ba, chọn mục tiền ký quỹ. Bước thứ tư, chúng ta chọn YotaPay. Điền số tiền bạn muốn nạp vào LifeForex. Sau đó bấm tiếp tục. Xác nhận. Bước thứ 6, chọn ngân hàng có hỗ trợ YotaPay. Ở đây mình chọn Vietcombank. Bước thứ 7, truy cập tài khoản Internet Banking của bạn vào đây. Tiếp đến, nhập mã OTP. Click confirm. Như vậy là chúng ta đã nạp tiền thành công vào tài khoản LifeForex. Chúc các bạn thành công. Điểm mạnh và điểm yếu của từng phương pháp nạp tiền. Nạp tiền bằng Internet Banking thông qua ngân lượng và YotaPay có chung điểm mạnh là tiền vào MetaTrader 4 trong vòng 1 phút, tự động 24 giờ. Điểm yếu chung là bị hạn mức tùy theo từng ngân hàng. Ví dụ, Vietcombank là 300 triệu trên một ngày, Techcombank là 3 tỷ trên một ngày. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền bằng chuyển khoản ngân hàng thông qua ngân lượng nhé. Bước 1, chúng ta đăng nhập vào trang chủ. Chọn mục tài chính. Chọn mục tiền ký quỹ. Chúng ta chọn nạp tiền thanh toán tại văn phòng ngân hàng. Chúng ta chọn Vietcombank. Vì khi chúng ta chọn Vietcombank thì các lệnh nạp tiền sẽ được xử lý nhanh nhất. Điền số tiền bạn muốn nạp vào LifeForex. Sau đó bấm tiếp tục. Và xác nhận. Địa chỉ thì chúng ta sẽ chọn Việt Nam. Chúng ta chọn thanh toán. Nó sẽ hiện ra một cái khung thông tin như vậy. Thì các bạn sẽ dùng Internet Banking của mình để chuyển tiền vào số tài khoản này. Đây là các thông tin của tài khoản. Ở phần nội dung, lưu ý chúng ta nên điền đúng nội dung để đảm bảo việc nạp tiền của các bạn. Hoặc các bạn cũng có thể trực tiếp ra ngân hàng để chuyển khoản cho số tài khoản này. Chúc các bạn thành công. Điểm mạnh và điểm yếu của từng phương pháp nạp tiền. Nạp tiền chuyển khoản bằng ngân hàng thông qua ngân lượng có điểm mạnh là không bị hạn mức, có thể nạp hàng tỷ, chục tỷ và trăm tỷ mỗi ngày. Điểm yếu của phương pháp nạp tiền này là tiền vào MetaTrader 4 chậm hơn, thường trong vòng 30 phút, xử lý từ 8 giờ rưỡi sáng đến 10 giờ tối, không xử lý vào thứ bảy và chủ nhật.